Vỉa hè Sài Gòn những năm 1960 có gì? Chuyện ăn uống của Sài Gòn ngày xưa. Từ những quán ăn được trang trí và bày biện rất đơn giản và có phần tạm bợ trên dọc đường đi, trong các khu chợ đến các hàng quán sang trọng hay những chiếc xe đẩy bán nước thô sơ, đến những quán cà phê ngay khu trung tâm thành phố đều là những địa điểm yêu thích của người Sài Gòn ngày xưa. Có thể nói, câu chuyện ẩm thực của Sài Gòn luôn là một đề tài muôn thuở của những câu chuyện hàn huyên của người dân Sài Gòn. Nhìn lại câu chuyện ăn uống của Sài Gòn qua những hình ảnh ngày xưa. Các xe mì người Hoa luôn được nhiều người yêu thích vì vị ngon đặc trưng của món mì này, những công thức cũng không ngoại lệ. Thói quen ngồi quán cà phê quen thuộc của người Sài Gòn. Khu nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng ở quận 1 ngày xưa. Nhà hàng Vũ Trường Maxim lừng danh một thời trên đường Đồng Khởi. Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn. Tiệm bánh mì Hòa Mã nổi tiếng trên đường Phan Đình Phùng, tức là Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 ngày nay. Một quán trà người Hoa ngày xưa. Có ai từng biết đến nước ngọt Con Cọp ngon nhất một thời nào? Nhãn bia 333 ngày nay có tiền thân là bia 33. Phở Con Voi là một quán nhậu khá nổi tiếng thời xưa. Coca-Cola đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào những năm 1960. Xe nước mía với cách ép mía bằng tay truyền thống đã xuất hiện và gắn bó với người dân Sài Gòn từ rất lâu. Xe chè của người Hoa bên góc đường, đến nay ta vẫn có thể thấy được sự xuất hiện của những chiếc xe này đâu đó ở những góc phố Sài Gòn.